Chào gì các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bé Bảo Vlog. Thì lần trước mình có đăng một clip lên channel của mình và nói rằng nếu clip đấy được 1 triệu view thì mình sẽ cắt tóc cho anh Bảnh. Thì không thể ngờ được là nó đã 1.2 triệu view rồi. Nên là thôi, hôm nay mình sẽ đi cắt tóc giống anh Bảnh nhá. Dạ vâng, sao chào anh ạ. Anh mình đi cắt tóc để lịch trước cho anh. Em đặt lịch trước rồi anh ạ. Anh cho xin 3 số cuối số thoại của anh nhé. 999. Dạ vâng, anh Lê Bảo đúng không ạ? Vâng. Dạ vâng, em mời anh lên nhà ngồi uống nước đem lát. Vâng. Come on. Chào bạn, bạn cắt cái gì nhỉ? Anh cắt cho em kiểu khá bảnh đi. Ok. Anh sửa lại cho em cái gáy nào cu te một chút đi, cái gáy như cái lông chổi. Để thay đổi đôi đôi khi mà ta đổi thay, tôi sẽ đến đây mỗi tháng một lần. Đẹp trai và bản lĩnh sẽ luôn thật gần. Muốn đẹp trai đến 30 sai. 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 Các bạn ạ. Vui. Hiện tại thì mình đang tẩy tóc lần thứ 2 mà nghe nói là tóc mình tẩy 3 lần cơ. Mà mình cảm thấy như tẩy tóc này nó chả đau cái gì cả. Mà mọi người bảo xót lắm, mà mình cảm thấy rất là bình thường mọi người ạ. Mọi người like và chia sẻ cho kênh của mình nhé. Tự tin bước đi trên phố cho bao em mê. Đẹp trai tỏa sáng không còn ngày dài lấy thế. Soi ca lịch làm nở một nụ cười là tỏ ra ánh nắng. Bản lĩnh đàn ông bước ra chiến trường trăm trận đều đánh thắng. Thành công chẳng còn xa, mái tóc sáng ngời ha. Đổi mới cuộc đời ta, bỏ lại bao vong ba. Chiến trận là sông pha, tự ti là không nha. Bản lĩnh từ đâu ra, 30 sai chứ không xa. Muốn đẹp trai đến 30 sai. 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 Sao mà đẹp trai vậy? Cắt ở đâu vậy? Muốn đẹp trai đến 30 size. Muốn đẹp trai đến 30 size.